Tiếp tục là làm món dê nướng nha các bạn. Làm nguyên một con dê luôn các bạn. Làm dê nông nha các bạn. Dê nông ăn trong bông á. Chuẩn bị thành mồi rồi các bạn nha. Giờ đang nướng các bạn. Dê của con bé từ nước Mỹ về. Ngon quá các bạn ơi. Lấy cái khẹ khẹ bé lấy cái thao bằng rõ nên đây các bạn món dê với bìa các bạn. Đây nha các bạn, món máu dê tiết canh dê các bạn ơi. Cảm ơn mèo nữa. Phép làm một miếng nha các bạn ơi. Đây các bạn. Rồi, món dê quán các bạn ơi. Giờ mình nhậu nha các bạn. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Chào các bạn nha.